Hello anh em và welcome back to my channel. Ok, rất nhiều tướng. Cũng khoái, cũng khoái 2T2 đấy. Mà có tiền nhá. Khóa lại thì không chắc lắm. Nhưng mà cao là sẽ ý là khóa lại thì pha sau mình vẫn roll thêm một vàng nữa, ra mình thêm một vòng nữa mình xem có tướng gì được. 10 vàng à, khóa lại đi. Tâm đồ này cũng tạm tạm được đó, mà pha này roll sẽ mất nhiều vàng quá mà nó không ra gì. Trông tươi không? Ôi bạn khá yếu thế. Chứ bạn bốn tướng kia thôi. Được nha. Đi tí đi. Tí vui nhà vui cười. Ôi là tay sách thánh rồi xong. Thôi xong rồi. Mà đánh tí vui nhà vui cười mà bạn ấy cầm của hai tay sách thánh vào. Một này, hai ba bốn này, năm sáu bảy này, tám chín này, có kiểu gì đánh mà chắc thua được nhỉ, kiểu này được. Nghĩ này chắc thua rồi anh em ơi. Mình nghĩ khả năng ra gặp cái bạn là 63 ra 1 này cũng hơi ít nên là đánh này cho nó cầm máu được tí nhưng mà vẫn được chịu thua chăng? Anh em nghĩ sao? Muốn tụ len này thế. Gotta work. Đen lắm mình gặp bạn này thôi. Giữ tu len nữa anh em, vừa tham vừa tham vừa các thứ. Trông mà nó yếu thế. Lau ulti đẹp nào. Ok, ulti cân 2, rát đấm này. Rát đấm phát nữa này, Vio ulti trượt này. Ok, Vio cần liền, không sao, giữ được một bạn. Rát đấm thêm một bạn nữa không? Đấm nốt bạn này. Ok, 10 điểm. Chuyện thua ok đấy anh em. Vừa đủ liềm thì mình sẽ đánh thú chăng, điểm còn tăng cao đánh thú hoặc cung tiếp. Ê, hay làm cung tiếp hoặc làm con Phoenix 3 nhở. Phoenix 3 gần 9 con cũng khó. Xem nào, level 5 là 33% tướng 2 vàng, level 6 40% tướng 2 vàng, level 7 là 30%. Hơi khó tại vì mấy cái vòng 5 6 7 cũng chỉ roll kiểu chiêu chiêu thôi ấy. Ui thôi đánh thủ đi, ra tướng kiểu kia này. Ơi ơi ta có choi với cả gói này rồi thì mình sẽ ưu tiên đánh Vonkat hơn là đánh thánh đồ. Đồ cũng được thôi nhưng mà không tính bằng nó. Hai còn càng đấy, các máu giữ máu anh em ơi. Tù lên ulti một bạn nữa. Ok, giữ máu này. Không thắng được không? Thắng được này. Tôi sẽ làm sao? Hai cho nhá. Hai cho để đánh ma tộc anh em ơi. Hai cho bắt buộc đánh ma tộc thì thêm.
À chỉ khi hai thánh đồ một von cát một thê thì cũng ok. Đây, cho này nhưng mà cho sớm quá. Tao lấy lấy tí ngon. Đủ. Cầm máu thôi. Không có ai có thương. Chơi Chanel đâu. Bốn thú. Phoenix à? Cân nhắc khả năng bây giờ đánh thú mình sẽ bắt đầu cân nhắc là Phoenix lên 2 mà không có đồ thì, mà có đồ cũng không ăn thua. Lết thì ăn thua. À không, đầu game thì ăn thua thôi. Chơi Yon đi. Đốt một tu lè à, nốt cả hai đường. Chỗ này đánh ma tộc thêm. Nothing much, nothing fancy. Mặc dù hai con Yon này đánh thánh đồ cũng ok, nếu mà ra một con Yon 2 cân nhắc được nha. Đám Noma này vẫn để chơi nhá, bởi vì đang có mấy cái choi này không biết ném cho ai. Chơi Noma này không biết ném cho ai. Tulane. Thế nhiều lúc mình thấy con Tulane ulti mấy quả rất là thừa thãi nhưng mình không thể làm gì được. Trận thắng và trận thua này. Con này bỏ game à? Yon 2 này chơi tạm thành đồ cầm máu được em ơi. Và khả năng là chúng ta sẽ bỏ luôn với bạn là Roman đi được. Bán thần bỏ đi luôn. Chơi bạn này. 1, 2, 3, 4. Thậm chí là chơi con này. Này sẽ cho một cái già, một cái cho Kret đi. Hoặc là một cái cho Teo Yon đi. Này cho già đi. Ờ, Hayate thì cứ cân nhắc tới. Vera. Chắc Hayate cũng được chơi game đâu. Anh sẽ chơi thêm một con, cho thêm Vera thôi. Thền chắc luôn này, không có thên thì không có con gì mà nhét được vào đấy. Vera 2 này tìm nét này đi luôn này. Ba con ba cái choi thoải mái, trong đó con già đứng giữa được. AT đi luôn cần trông hơi kỳ ấy thôi nhưng mà cũng mình nghĩ là vẫn cầm máu được khá là ok đó. Ba cái choi. Khả năng ba cái choi mình phải cầm bớt thánh đồ đi cho anh em khác đỡ phải đánh thánh đồ. Phải gần nhìn.
Meta anh em. Nó là một chiều đi, game quá một chiều đi. Chơi game một màu. Mình chơi Quy cầm choi này, thêm cầm choi với von cát cầm choi à? Cũng được. Quy cầm choi được. Thôi nhiều choi lắm rồi nhá. Cảm ơn. Thôi thêm một vài đối thủ nữa. Thế không cần nhiều mana lắm. Cần mana một tí cho thêm, một tí cho von cát, cách thánh cho von cát thôi. À, Phoenix lên 2 à? Phoenix lên 2 không cần đâu. Chết sớm đi. Chết sớm đi bạn ơi. Red lên 2 mình cho nó một cái cho nhé. Công ty phát cuối ủi tiếc thế. Vera nhiều đam nhỉ, 8.000 đam. Đòn này sấy gặp quả floor sấy hơi khó. God of War. Xem vòng 15 nên có thể đánh đồ ấy, cái thứ các thứ. Xem nên đánh ma lốc hay đánh thên. Nhưng ma lốc thì phải có thẻ. Hoặc là thẻ gì đấy cũng được. Bất kỳ một thẻ gì đó. Không ai có thương anh em ơi, trận này khá là được cái là không ai có thương. Nhưng ba con máu mỏng mình cứ đứng cái này thôi. Xem góc nào nhiều floor hơn. Một floor bên này, một floor bên kia, hai floor, floor 2. Floor 2 đứng giữa, floor 2 bên 1 đứng bên này. Floor 2 bên này. Đẩy góc bên này đi. Góc bên này cũng tín. Sao 3-3-1 thì như mình gặp bạn này rồi sao nhỉ? Mình gặp bạn này ván trước à? Ba choi anh em ơi, ba choi mấy con này u teo tiếc bung ti thoải mái. Cũng nhớ sau 3-3-1 này mình gặp vừa gặp xong ván trước hay là ván này mình mới gặp nhỉ? Nhớ. Hình như ván này mình mới gặp đúng không? Ừ, nghe tên quen lắm. Nhớ rồi. Thế để roll lên 9 luôn nhỉ? Đám này cầm được máu lên 9 không? Tại level 8, level 8 từ 4 vàng thì cũng không có gì mình cần ngoại trừ ma lốc. Thế cầm máu level 8 kiểu quái gì nhỉ? Thấy chết luôn con liêm có con này lúc này ok có cái quyển trợ re 2 cái gì cầm máu tí mong ra một cái thẻ gì anh em ra một cái thẻ đánh nhà luôn cầm máu à cho Senel vào ba thánh đồ cầm máu chắc bằng Senel thôi Senel cũng không cầm nổi máu
mục tiêu đến 9 luôn thôi. Lên được không nhá. Lên 9 mới khỏe. Đồ đẹp nhờ. Mà lại còn phải lên 9 nhưng mà vẫn phải lắm tiền cơ. Tiết kiệm tiền lại nhé. Tiết kiệm tiền. Không ai có gì đâu. Già ông ty liên tục đi. Vera với già ông ty liên tục quan trọng hơn. Cần mình bán Dashi đi tích 2 tiền nữa. Bán con Sephira. Bán Dashi đi. Dashi mua lại đi. Căng đấy, cái này hơi căng đấy. Nít ulti luôn này. Thắng quá. Đau đớn quá. Sấy đẹp kìa. Sấy đẹp này. Ok, mày quá sấy đẹp. Đứng hết một góc để sấy ạ, mày thế. Ok, quần máu được qua một vòng rồi. Còn vòng 17, 18, 19. 3 vòng nữa. Còn cầm máu 3 vòng nữa anh em ơi, 5-6 máu. 3 vòng nữa mình sẽ tích được một đống tiền lên 9 luôn. Ô, thẻ ma tộc. Đẹp, thế thì roll luôn anh em ơi. Ta roll luôn mà lấy một con ma lốc đi. Anh yên tâm. Đánh 3 ma tộc, 2 thánh đồ luôn. Cái do ma tộc nhỉ? Ai có thương không? Mày có thương không? Mày có thương anh em, keo này đi luôn. Lily không cần lắm ta. Đồ vứt. Đồ tí nữa mua lại được không? Đó, mày quá, con cầm máu rồi anh em ơi. Con bà này cầm máu rồi. Cái này đồ bạn bỏ game mấy đấy. Đập lúc bạn bỏ game nữa. Con bài cầm máu rồi. 6 con Yon à. Ai trả Yon cho mình không? 6 cung à? 6 cung thì không trả đâu. À, tranh nhau lấy đồ. Ui giời ơi, sao các bạn không bảo sớm? Tranh nhau lấy đồ mà các bạn bảo mình sớm là xong trận đấu rồi. Còn tranh nhau lấy đồ nữa. Thích thế. Thích thế em ơi, thích thế. Tranh nhau lấy đồ à? Giết người và nhau lấy đồ à? Ui, gặp còn thêm góc đấy đẹp nhỉ, nhưng mà gặp nhiều floor bên đấy quá nên không dám chơi. Nhưng mà gặp mỗi con thêm đấy mình chơi đấy. Chứ gặp nhiều con floor 2 nó xuống nó xiên cho con Yon mình vỡ mồm. Sợ lắm. Ui, mà lúc đứng góc đẹp thế. Ơ kìa, con Yon nào đây? Ghét không? Anh em thấy gặp Yon ghét không anh em? Rất khó chịu. Mày thế mà vẫn mày ra thể ma tộc tự nhiên có để gánh mình. Hơi khổ sở ở trận này. Chịu chiêu lên 9 thôi. Lên 9 kiếm quy kìa mà con cáp. Mình gặp bạn thê này ngon này. Và một máu ở đấy thôi là được. Buồn. Cả máy hết đi, còn có thêm 2 khách kìa. Tín đấy. Bố biển nè. Ma cót ulti à. Ulti này ok, ma lốc vẫn còn nhảy. Ok, nhảy được. Một nhảy, ok thế thôi. Bạn này đi không? Không đi, tuyệt vời. Chưa ai phải đi cả. Ui, CDK. Máu vậy. Biết đam to không ta? Thôi nhờ. 3.000 đam.
Sát sao lên được luôn ấy, nhưng mà mình sẽ muốn lên chậm chậm một chút nha, bởi vì mình muốn tích tiền. À phải mua lại ban Doom nữa. À, hai này đi. Bốn mươi tám à, 48 mình sẽ là 32, 32 vàng. Pha này mình sẽ được khoảng 16 vàng là 56, 56 trừ 32 bằng năm sáu trừ 32 bằng mình chưa nghĩ ra, từ từ mày quay sắp hết pin này anh em, cắm sạc mày quay phát 2 giây nhá, 2 seconds. Beautiful. 56 trừ 32 bằng 24. 24 vàng hơi ít nên là pha sau mình sẽ lên sau nhé. Không vội. Các tống cổ cũng nghe cũng tín đấy. Chuyện bùng nổ cho con già này. Hay chuyện bùng nổ cho con kia nữa. Đam to. Mỗi nhà này cầm cung thôi đúng không? Hai nhà cầm cung à? À, mình thích đóng khổ hơn là cái hồi máu. Đóng khổ đi. Upgrade. Còn cho già, nó già cho già sống dai. Nó mỏng quá. Già công ty. Được. Con sấy đẹp nào, con sấy đẹp nào, con sấy rất đẹp nào. Xây cuối, ok nha. Xây đẹp à nha. Cái quả giòn hoa tộc này vẫn khá là tím. Muốn gì bất ngờ. Tất cả không có thương, mình có thương làm bố không nhỉ? Được, con thương làm bố. Correct này cầm vào. Và cho già cầm. Già cầm đi cho nó làm bố. À sau lên, tiết kiệm tiền. Tiết kiệm từng đồng một luôn anh em ơi. Thoải mái. Già làm bố. Ok, correct. Lock đây. Mình sẽ làm bố. Hương bắt đáy bên kia. Cho bắt đáy bên kia. Đấy, cho bắt bia đi. Tiết kiệm từng đồng một anh em ơi, pha sau nó tự lên. Không tiết kiệm hơn được nữa. Già công ty được này. Thêm một bổ này, đẹp thế. Cái này bổ đẹp thế. Cho mình sấy được hết không? Trông nó hơi gian nan nhỉ. Rồng thổi đau thế. Eo ơi, tiền đến tay rồi, đồ đến tay mà không được lấy này. Thêm bổ đẹp quá. Một bột vàng chết mình luôn. Tại tiếc 4 đồng này. Tiếc quá. Thôi không sao, tiết kiệm tiền thế là tốt. Đúng không? Tiết kiệm tiền là tốt. Không tốt lắm nhưng mà rất nhiều tướng à nha. Rất khoái. Quẹt mình đây đi. Khá nhiều na cót chui giữa nhỉ, để lệch đây cho na cót chui giữa nó vào đây. Elika hai nhảy, hai nhảy. Thêm một shot tướng nữa, mình thêm con Lily thôi. Hoặc thêm con thêm. Tại mình cũng nhiều choi. Mình choi thêm con thêm nữa. You gotta make your own kind of music. Sing your special song. Chết rồi. Không biết bỏ đồ gì.
Biết bỏ đồ gì em ơi, bỏ cái chương hải thần đi cũng hơi tiếc. Chương hải thần cho nó lốc kháng hơn. Khả năng cho con quét cái thương xuyên phá nhé, mình sẽ để con chương hải thần lại cho con kia. Điều thật đấy. Nó để con chương hải thần cho con thê à, nó cho con kia hơn. Bạn này không chịu đi này, bạn này cũng không chịu đi này. Càng đét hay bạn này không ai chịu đi à? Được, đây các bạn có bản lĩnh đấy. Lĩnh gan gan lì cóc thía đấy. Này đi này. Cát đi, đi này đi. Con này đứng đi bộ ở đây thôi, con này đứng tanh ở góc này đi. Con này sẽ đứng tanh góc này. Này đi bộ lên. Bạn này một thương đúng không? Sẽ đẩy góc này đi này. Quy mình muốn cho xuống không hay là mình có thể cho con quy nó kia nhỉ? Kết cho con này cho con cát, liềm cho con cát chăng? Thế thì con Yon thiếu một đồ à? Yon cầm đồ này nhỉ? Xem nó ra đồ gì anh em đi. Thêm một sót tướng thì chắc là thêm con Lily được nếu mà có. Gì vậy? Do này hơi ít đồ xịn ta. Roll lên tí nhá. Không có gì cả. Nhưng mà pha này vả nhau thì vẫn thấy đồ được. Nốt pha đi. Quy mình muốn cho con quy nó cầm cái kia đi. Này, cho này. Cho con này cho con quy. Và này xuống đây, này xuống đây, này xuống đây. Con quy ra sẽ đứng đây được. Na cót chui mấy góc, chui hai góc, chui hai. Chui hai, chui hai, chui hai. Toàn chui đẹp thế. Mình sẽ để cái này thôi. Quét Yon để đây. Malok có choi được giữa luôn đi. Có sợ Yon không? Yon đâu? Hết Yon rồi. Hết Yon rồi anh em ơi. Yon này không sợ nữa. Nốt pha này xem mình vào được ai lấy tí thẻ gì đó không nhá. Với độ ra thế thẻ gì. Sẵn vãi trưởng thêm cái nó bổ cớm này. Để một con thêm hai mà mình gặp bản sao rồi anh em ơi, chắc là mình sẽ không được cái đồ gì rồi, đồ gì ý nghĩa rồi. Ơi mà vả nhau nó vẫn ra đồ đúng không? À nó ra thẻ nữa thôi nhỉ? Có vòng này nó ra thẻ đáng sao thôi, vòng sau sẽ ra thẻ thú các thứ được. Hai thương thì hơi cồng kềnh, thôi lấy sách thánh đi. Tươi lắm rồi anh em ơi. Có quả trứng bùng nổ này hơi kỳ cho con Yon thôi. Mình sẽ cân nhắc để hồi lại sau. Hai bạn này đi nhá. Chuyện này thì tiền nó cũng không quan trọng nữa rồi. Tiền mình mua về cho vui thôi. Mình có muốn con gì 3 sao không nhở? Quy kiếp 3 sao, thêm 3 sao thì không cần đâu. Quy 3 sao thì có thể nhá. Rất nhiều mơ ước đang chờ đợi ta đây. Vinh Quang đang chờ ta đây. Ia đây. Và nó là một con quy 3 sao chăng? Chưa chắc nhà đâu. Ma lốp nhảy này. Chết rồi, mấy bạn này còn mỗi bạn 16 máu, 1 máu này. Chết rồi anh em ơi. Chết rồi, chúng ta phải đi mua một con gì đó 3 ngay. Ấy một con ba lốc nhá. Yon này. Yon 3 mày quá. Đây còn Yon 3 anh em ơi. Đây. Đó này nhẹ nhàng quá. Anywho vậy thôi. Với mình đến đây kết thúc rồi. Anh em thích tiếp trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Bye bye. Yon man tộc.